sẽ quay một cái video bán một cái lô đất thuộc xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích của nó là 1.000 m² nha mọi người. Thì ở lô đất này thì nó là view suối luôn, đó là view suối rất là đẹp, mọi người thấy không, nước thì chảy quanh năm rồi, đây nước chảy quanh năm rồi. Thì ở đây á, thì cái mặt tiền của lô đất mình đây á, là từ ngay vị trí này đó, mình đi thẳng lên kia. Ở trên đó thì đã có cột mốc rồi đó, đã có cột mốc ranh giới hẳn hoi rồi nha mọi người. Thì mặt tiền của đường bê tông này á, là 21 m, đường thì thông suốt rồi, đường rất là thông suốt, đường này đi đâu cũng được. Đây thì mình đi ra xã Bình Giã, xã Kim Long, xã Bồ Trinh cũng được đó, cách quốc lộ 56 thì được 4 km thôi. Còn nếu như mình đi đi vòng đây đó, mọi người thấy đẹp không, bên kia là Quảng Thành rồi đó, bên kia là Quảng Thành rồi. Nếu mình đi thẳng đó, đi lên ủy ban xã Quảng Thành, đi ra đường chính Kim Long Quảng Thành cũng được, đi ra đường Bình Giã Quảng Thành hoặc Ngãi Giao cũng được, nó đi tứ hướng hết đó. Đó, ranh giới thì từ đây vô cột mốc thứ ba nha mọi người, rồi đi về hướng này, tức là mình ôm cái view suối mình cũng tầm 6-7 mét đó, là 6-7 mét view suối đó. Rất là đẹp. Ở đây thì mình cũng nói luôn cái giá của chủ đất đưa ra là giá đúng 850 triệu là hết lô đất này luôn, chỉ 850 thôi mà mọi người thấy đâu đẹp không, đường nó quằn quèo đẹp ghê không. Cái này mà anh chị em nào mà mua mà làm nghỉ dưỡng hoặc là chơi view suối đó thì rất là ok rồi, tại lô đất này rất là đẹp. Thì ở bên ranh giới bên kia, sát bên kia là Quảng Thành nha mọi người đó, bên này Bình Giã đó, đất mình đây là thuộc Bình Giã đó, mọi người thấy con suối rất là đẹp không, bên kia là Quảng Thành rồi, đường này thì rất là thông suốt rồi. Ở đây mình làm cái view rất là tuyệt vời đó. Giá chỉ 850 triệu thôi, có luôn hẳn một sào đất như vậy. Thì anh chị em mà quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho mình, số điện thoại của mình là 0906 345 357, hoặc là kết bạn Zalo, mình sẽ gửi sổ cho mọi người xem. Rồi thì nãy giờ là bạn Úc có quay cho mọi người xem một cái miếng đất ở xã Bình Giã có cái view số rất là đẹp. Thì bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người tiếp tục là cái sổ của cái miếng đất này. Đây số tờ số thửa, địa chỉ là xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích của nó là đúng 1.000 m² luôn ha. Thì trong đó là có 327 đất trồng cây, còn lại đất trồng nuôi trồng thủy sản, tức là đất ao á. Là ngày xưa là có đào ao, giờ lấp đất rồi. Thì cái này thì mình có thể lên trồng cây lại, hoặc là lên sau này lên thổ cư không, thoải mái ha, đó tùy mình thôi. Đây, đây là cái sơ đồ thửa đất mình ha. Đây là phần đất ao nè, đây là phần đất trồng cây lâu năm nè. Đất ao là giáp suối, ngày xưa là tại cái đào ao mà. Thì cái đất mình á, nó cũng khá là vuông ha. Mặc dù là giáp suối nhưng mà cũng vuông, không có bị cong quẹo gì hết. Nè, đó, một cái hình tựa tựa như hình hình thang vậy á. Nói chung là đất thì cũng ok, đó, vuông, vuông vắng, không có bị tấp hậu. Rồi đây, một mặt giáp suối nè, với một mặt là nó ghi rõ luôn là đường bê tông mọi người ha, được khoảng hơn 20 m mặt tiền đường bê tông, đường thông nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem tiếp cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh. Nó nằm vị trí này nha mọi người, nó nằm giáp ranh giữa hai xã Bình Giã và Quảng Thành, tức là bên đây Bình Giã, bên đây Quảng Thành. Thì nhìn trên bản đồ thì đường thông và nó sát với lại trung tâm của xã Quảng Thành luôn. Đây mọi người thấy không? Đó, nguyên một khu dân cư rất là lớn nè, khu dân cư bàn cờ nè. Đó. Mặc dù là nó thuộc xã Bình Giã nhưng mà nó lại, nếu mà theo mình nghĩ là nếu mà đi chợ búa thì lên bên Quảng Thành ha. Cách chợ chỉ có khoảng chưa tới 1 cây số nè. Nè. Cách chợ nè, rồi quán xá nè, rồi nhà thờ, rồi nói chung là tất cả tiện ích là sát bên luôn ha. Thì vẫn nằm sát ranh với lại khu dân cư rộng luôn nè. Đó. Cho nên là mình thấy cái đất này là vị trí rất là đẹp rồi đó. Thì chợ búa này nọ là ok rồi, mà nó là có view suối nữa. Đó. Thực sự là những miếng đất mà view suối thì rất là hiếm, những miếng đất nào mà đường ở đường chính mà sát khu dân cư lắm. Tại vì thường suối nó phải nằm trong hốc kẹt. Đó. Mà cái đất này mặc dù là view suối rất là đẹp nhưng mà nó lại đường bê tông nè, xe hơi vào tới nơi luôn ha. Mình thấy cái đường bê tông này thì rộng cũng gần 4 m á. Ý là mặt cái mặt bê tông nha, còn thật ra cái đường này mình thấy là tổng cái mặt đường nó phải nó tới 6-7 m lận.
tại vì cái người ta không đổ hết bê tông hết mà người ta đổ chỉ có một phần ở giữa thôi, nhưng nói chung là xe hơi thì thoải mái ha. Đó. Thì ở đây thì sát trung tâm rồi, cách biển khoảng 45 cây mọi người ha, cách biển khoảng 45 cây và cách thành phố Hồ Chí Minh đâu đó là khoảng 85 cây á, thì dĩ nhiên là mình sẽ đi đường Bầu Cạn ha, tức là đường Bầu Cạn này đường từ quốc lộ 51 đâm thẳng tới quốc lộ 56, và từ tới quốc lộ 56 rồi thì đi chừng 7-8 cây nữa thôi là tới đất đó. Thì nói chung là cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 85 cây quận 1 á nha mọi người. Đó, rồi thì mình nói sơ sơ qua ha, thì anh chị của chú mình nếu mà muốn lấy xe mà chưa biết đường thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn thêm chi tiết. Thì cái giá mình xin nhắc lại là 850 triệu mọi người ha. Nói chung là giá thì cũng ok đó, tại vì đất này á nó có view suối đẹp cho nên là cái giá này mình thấy rất là hợp lý. Diện tích đất thì cũng đủ để làm nhà vườn rồi, một sào đúng một sào luôn ở gần khu dân cư thì nọ. Nói chung là mình đánh giá là cái đất này giá rất là hợp lý đó. Thì anh chị của chú mình quan tâm thì cứ alo số điện thoại mình ha là 0933 230243. Mình xin nhắc lại là 0933 230243. Và có thể kết bạn Zalo số này luôn nha mọi người. Và nếu anh chị của chú mình có đất vườn hay nhà vườn mà không còn cái nhu cầu sử dụng nữa thì cứ alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ nha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Chào mọi người.